Mà Trung ơi, kiếm tiền và kiếm vợ cái nào nó quan trọng hơn vậy? Dạ, giữa kiếm tiền và kiếm vợ thì tùy từng thời điểm sẽ có cái mức quan trọng khác nhau. Thời điểm hiện tại thì em thấy kiếm vợ cũng quan trọng ạ. Đúng rồi. Sau khi mình có sự tích lũy về tài chính cũng tương đối rồi. Dạ. Thì đến cái lúc nó ổn định rồi. Rõ ràng anh ấy đã xác định rõ mục tiêu của mình là gì. Trung ơi, con làm bên ngành bất động sản thì theo cô biết thì nó rất là vất vả, đi ở ngoài suốt hoặc giao tiếp khách hàng. Vậy con có biết nấu ăn không? Dạ cũng có cô ơi. Tại con vào đây cũng tầm 14-15 năm rồi. Thì ở vùng riêng ấy, thì con cũng nấu ăn vào những cái dịp mà cuối tuần. Dạ. Con thích cái người vợ của con sau này phải như thế nào, tính cách như thế nào? Thì cái gu của con á là con thích người phụ nữ truyền thống, biết cảm thông, chia sẻ. Con bé Hằng, con gái của cô, nói chung về việc ở bên ngoài, việc công việc làm này kia nọ thì nó rất là giỏi. Nhưng mà về nấu ăn, nấu nướng, việc trong nhà thì đó không có giỏi thì con có chấp nhận không? Dạ cô, cái đó thì con nghĩ không thành vấn đề, thì cái gì cũng có thể học được cô ạ. Nhưng mà nó không có thời gian để học. Tại vì hiện tại bây giờ nó làm hai công việc một lúc. Giờ hành chánh thì làm ở quản lý một cái công ty ở Củ Chi. Còn ngoài ra tối về thì nó phải là sổ sách ký này nọ. Tại vì hiện tại nó là pháp nhân của một cái công ty, nó chức danh là giám đốc. Cho nên là công việc nó rất bận rộn, nó không có thời gian để học luôn. Thì con có chấp nhận không? Dạ được cô ạ. Thì như con nói á, thì đến với nhau được hay không á, là quan trọng là ở chỗ cảm thông và chia sẻ. Nếu mà em nó bận như vậy thì con có thể nấu cho em nó được ạ. Trời cưng không? Nhưng mà khi mà con kết hôn rồi, con muốn người vợ của con là tiếp tục đi làm hay là muốn nó ở nhà? Theo như con thấy á, thì tùy cái sở thích của em nó. Nếu mà em theo thích ra ngoài đi làm thì vẫn được ạ, mà ở nhà thì cũng ok luôn. Vậy là sao cũng được, tôn trọng ý kiến của vợ và người yêu. Đó là quyết định của anh ấy. Rồi con có hút thuốc, uống rượu hay là những cái điểm gì mà tứ đổ tường đó, dính cái nào không nè? Coi dính cái nào không? Dạ hút thuốc con cũng biết một ít, uống rượu, uống bia có biết ít. Tại vì như cô biết là mình làm trong cái lĩnh vực kinh doanh đó, thì nhiều khi mình giao tiếp với khách hàng đòi hỏi mình cũng phải biết. Còn bài bạc? Dạ cái đó thì em cũng có chơi. Vậy gái gú? Cái gú thì không ạ, chắc là không rồi. Chứ em có chơi nè, kỳ lắm nha. Dạ Trung, trước giờ con trải qua mấy mối tình rồi? Dạ trước giờ thì con có trải qua 3 mối tình chính thức ạ. Dữ vậy hả? Mối tình thứ nhất là bị gì mà? Dạ mối tình đầu tiên á là cái từ thời đại học với chúng. Thì bạn đó học ở quê, con học ở dưới thành phố Hồ Chí Minh này, kiểu như là xa mạch cách nòng ấy chú. Thì dần dần nó phai nhạt dần. Thứ hai? Mối tình thứ hai á là cái bạn kia làm bên trung tâm Anh ngữ, kiểu là cái giờ giấc của con là bạn nó trái ngược nhau. Thì cũng ít gặp á, rồi sau này có cái sự khác biệt á, rồi không tương đồng, rồi sau đó là cũng chia tay luôn ạ. Vậy thứ ba được rồi phải không? Còn bạn thứ ba á, thì cách đây 2 năm cũng thương cũng yêu, rồi sau đó bạn nó nói là gia đình bạn nó xem không có hợp tuổi á. Xem bói á hả? Dạ đi xem ở đâu con không rõ nữa, mà kêu là không hợp tuổi rồi cũng không chấp nhận. Vậy là chia tay. Con tuổi gì mà không hợp? Cũng hơi buồn. Dạ con tuổi Đinh Mão. Gái nhà mình tuổi gì để em bấm cho. Đó đi con phán cho nè. Tôi Sửu. Sửu hả? Sửu Mão. Giờ một đứa lừa mẹ Kim. Cái này Kim thêm cái mảng này nè. Dạ. Giải bộ vậy cho đành đi chứ không biết gì đâu. Sửu mẹo đâu không sao chứ. Dạ nó con cũng chia sẻ thêm đó. Về cái phong thủy á, thì con làm trong lĩnh vực bất động sản con cũng biết. Thì cái phong thủy tốt nhất trong hôn nhân đó, đó chính là tình yêu. Và cho dù phải xem cái tuổi tác nó không có chính xác đâu, phụ thuộc vào nhiều yếu tố và có nhiều cách để hóa giải nữa cô ạ. Cho chú hỏi một câu. Dạ. Như thế nào gọi là tình yêu? Con nghĩ như thế nào là tình yêu? Trả lời đi. Để hiểu được tình yêu thì theo bạn mình sẽ hiểu qua góc nhìn. Trả lời được là cho 100 điểm liền á. Dạ con trả lời câu hỏi của chú. Làm sao để hiểu được tình yêu á? Đó là cái cảm nhận của đối phương của. Chà, chú toàn hỏi những câu trừu tượng không à, làm cho những ứng cử viên chúng ta lúc nào phải xoắn não để suy nghĩ. Bạn cứ trả lời theo đúng với những suy nghĩ của mình thôi, những trải nghiệm trước giờ. Cứ thả lỏng tinh thần những hiện trạng bên ngoài như thế nào mình góp lại là mình trả lời được không? Mình làm sao mình hiểu cái đó là yêu rồi kìa. Đó. Dạ con nghĩ nếu mà về tình yêu là hai người có sự cảm thông, chia sẻ và cùng cái chí hướng, nhiều cái điểm giống nhau tương đồng á, rồi cùng nhau mà phấn đấu với chú. Dạ đó là cách nhìn nhận của anh ấy. Nhưng mà nếu như mà con bé Hằng nó không có cùng chí hướng với con thì con nghĩ sao? Dạ con nghĩ cái đó là bình thường, hoặc là có thể khác chí hướng mà cùng hỗ trợ nhau, hỗ trợ được nhau, hỗ trợ qua lại đấy cô. Còn hỗ trợ trong công việc và những cái chia sẻ những cái vấn đề về cuộc sống á, có thể làm quân sư chẳng hạn. Nhưng mà còn con là con coi như cuộc sống của con ghét nhất là cái gì? À dạ, con ghét nhất là cái sự giả dối cô ạ, không thật lòng, sự giả tạo. Vậy là điều trung thực là nó là như thế nào là gọi là trung thực? Bà hỏi những cái câu mà khái niệm không là chết luôn. Phải hỏi một câu này là mình mới xác nhận cho 100 điểm. Trung thực trong tình yêu á, con nghĩ nó là tập trung vô một người, toàn tâm toàn ý vào một người. Rồi, cảm ơn bạn.